Số 10. Caffeine nhiễm độc có thể gây ra các vấn đề sức khỏe. Red Bull có chứa rất nhiều caffeine, chất có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm run rẩy, lo lắng, bồn chồn, tim đập nhanh và thậm chí tử vong. Số 9. Uống quá nhiều Red Bull có thể làm tim ngừng đập. Sau khi uống quá nhiều Red Bull khoảng 8 lon trong 5 giờ, tay đua mô tô Matthew Benbot bỗng bị ngã quỵ. Tim anh đã gần như ngừng đập và sau khi được khử rung tim, tay đua này mới tỉnh lại. Số 8. Red Bull có thể gây ra các vấn đề về hành vi. Một trường trung học công giáo ở Anh đã đưa ra lệnh cấm sau khi các sinh viên ở đây uống Red Bull và rồi trở nên hiếu động, ồn ào, bất tung và bắt đầu đến trường muộn hơn. Số 7. Red Bull làm chậm sự hấp thụ nước. Sử dụng Red Bull như một thức uống giải khát liên tục có thể dẫn đến sự rút nước cực nhanh trong cơ thể, dẫn đến các dấu hiệu lờ đờ và cảm thấy mệt mỏi. Số 6. Red Bull có liên quan đến suy thận. Một trường hợp đã xảy ra ở Thụy Điển khi Red Bull bị nghi ngờ chính là tác nhân gây ra cái chết của 3 nam thanh niên. Một trong số họ uống vài lon Red Bull sau khi tập nặng trong phòng gym và đã chết vì suy thận. Mặc dù không có bằng chứng kết luận chính xác, các nhà khoa học vẫn có những nghi ngờ rằng uống nhiều Red Bull có thể gây hại cho thận. Số 5. Red Bull tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Một lon Red Bull có thể khiến cho nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ tăng lên khá nhiều. Một nghiên cứu của Úc đã phát hiện ra rằng Red Bull làm cho máu quấn cục lại với nhau, làm cản trở sự lưu thông cũng như khiến chúng trở nên bất thường như các hệ thống máu của bệnh nhân bị bệnh tim mạch. Số 4. Mix Red Bull với rượu có thể gây nguy hiểm chết người. Theo một nghiên cứu tại Đại học Northern Kentucky, pha Red Bull với rượu có thể dẫn đến những hành vi bốc đồng. Bên cạnh đó, một số ca nhập viện và thậm chí tử vong. Các sinh viên đại học khi uống hỗn hợp này gần như đã đến một lệnh cấm pha trộn hai thức uống trên. Số 3. Red Bull có chứa nhiều natri. Red Bull chứa nhiều natri, chất cấu thành nên muối, dẫn đến tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận. Số 2. Red Bull Cola chứa cocaine. Vào tháng 4 và tháng 6 năm 2009, một vài lô Red Bull Cola ở Đài Loan cùng với Đức được phát hiện có chứa cocaine, khiến cho lệnh cấm Red Bull ở hai quốc gia này ngày được siết chặt. Số 1. Red Bull có thể gây ra bệnh tim dẫn đến tử vong. Sau khi uống 4 lon Red Bull và các đồ uống có chứa caffeine khác, Charlie, sinh viên 21 tuổi, ngã quỵ xuống sàn nhà trong một hộp đêm và chết tại chỗ. Cô qua đời vì bệnh tim hiếm gặp chỉ vì do số lượng caffeine cô tiêu thụ quá nhiều. Mẹ Charlie cho biết cô không dùng thuốc, thi thoảng chỉ uống Red Bull. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có thể đăng ký để theo dõi nhiều video hơn nữa từ chúng tôi.